Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đồng thời hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh trong tháng 10 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Ngoài ra, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, hoạt động hàng hải, đánh bắt hải sản của ngư dân. Cùng với đó, việc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá trên phạm vi toàn quốc có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.